Xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ cầu trục sau phanh dầu dành cho bánh béo. Bộ này là có 1m2 nhé. Cái khổ này là khổ 1m2, đo phủ bì này, cái này làm xe 4 bánh rất là đẹp. Cầu 2 số phanh thắng dầu. Đấy. Vành này là vành 10 205 trên đây 205 trên 50 trừ 10. Đấy, vành trắng sứ của xe Gôn ấy, bánh này là chịu tải rất là tốt. Đường kính là 43 cm. Đấy, đây là cái mẫu bánh của nó này. Đường kính 43, bản rộng 20 cm. Tổng chiều dài là 1m2. Bộ này thì có 2 số. Cầu này là cầu có 2 tầng số nhanh chậm các bạn nhé. Đây, cái vị trí chỉnh số nhanh chậm là ở đây. Đây là bộ dây cần của nó này. Đấy. Bộ này thì đang lắp công suất động cơ là 850W. Bên em thì có các loại từ 500, 850, 1000, 1200 và 1500W. Điện áp thì từ 48, 60 và 72V. Nói chung anh em làm xe 3-4 bánh thì nên lấy từ 1000 trở lên. Xe nhỏ nhẹ thì làm động cơ 850 để tiết kiệm điện thì làm 850. Còn không thì nên sử dụng 1000 hoặc 1500 cho nó khỏe vừa nhanh. Cái dòng bánh vành trừ 10 này thì nó phải sử dụng cái cầu thắng đĩa mà tim nó xa các bạn nhé. Nếu nó gần thế là nó sẽ chạm cái củ dầu này vào cái vành này. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý là phải dùng cái loại cầu phanh đĩa đặc biệt thì mới dùng được cái bánh béo này. Thì đây là chọn bộ một cái phần ở đằng sau. Nếu như các bạn làm xe 4 bánh ấy, thì có thể phải mua thêm giảm sóc cầu trước và hệ thống lái bánh trước nữa thì mới sử dụng được. Đây là nguyên cái dàn sau như thế này, có thể sử dụng để làm xe 3 bánh hay 4 bánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi yêu cầu kỹ thuật hoặc là báo giá thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc là nhắn tin Zalo nếu như gọi điện mà bên em chưa thể nghe được máy ngay. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video thì nhớ nhấn cho mình để đăng ký kênh, nhấn like và bật chuông thông báo để khi có video mới đăng lên về sản phẩm mới thì có thể sẽ nhận được thông báo ngay.